Vâng, xin chào toàn thể các bác quay trở lại với kênh Minh Phú Ô Tô của em. Hôm nay Minh Phú Ô Tô lại giới thiệu cho các bác một chiếc xe Kia Morning sản xuất 2005. Kia Morning chiếc này là bản số tự động bác nhá. Một dòng xe thần thánh của Morning, và một thời là dòng xe này là bán chạy nhất trong phân khúc bác nhá. Xe này là rất thích hợp với lại đường làng, ngõ phố, ngõ nhỏ, xóm nhỏ bác nhé. Một chiếc xe rất là được nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng và chừng sở hữu bác nhé. Chiếc này thì nó bao gồm là 4 lá đăng đúc theo xe này bác nhé. Và gương kính chiếc này là dòng này là gương kính chỉnh điện rồi bác nhé. Bác nào mà quan tâm chiếc xe này thì mau chóng điện thoại cho em theo số hiển thị trên màn hình. Đấy, chiếc này thì nó nhỏ bé, rất là gọn. Đấy, giá thì bán rất là rẻ. Bên em đang bán chiếc này với có 150 triệu thôi bác nhá. 150 triệu. Các bác đã sở hữu một chiếc ô tô 5 chỗ ngồi, số tự động. Dòng này là chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu bác nhá. Và dòng máy Morning này thì nó rất là lành máy. Bây giờ mời các bác tham quan cái tổng thành xe. Xe thì màu xanh ngọc rất là đẹp bác nhá. Form dáng là còn nguyên bác nhá. Đấy, bác xem form dáng còn nguyên nhá. Đèn pha rất là sáng bóng nhá. Và đã được trang bị đèn gầm nhá. Nó danh đúc bác này. Đấy, cái dập cái gờ lỗi bác này. Gờ lỗi này nhá là thể hiện cái xe còn nguyên form dáng, không bị va quẹt nặng, bị bọp méo nhá. Mà cái đường gân này đấy, nó thể hiện cái phong cách của xe, đồng thời nó để làm cứng cái thân xe bác nhá. Đấy, 2005 mà bây giờ nó vẫn còn nguyên bản này bác nhá. Một đường chỉ kẻ thẳng tắp nhá. Con này đăng kiểm thì vừa mới khám xong bác nhá, còn đến tháng 1 2021 nhá. Đấy, chiếc xe thì cũng đã được chủ cũ độ về chắn mưa hết rồi nhá. Đấy, rất là đẹp. Đã được trang bị màn hình cam lùi bác nhá. Và chủ đã lắp cả giá cản đằng sau này. Cản đằng sau này để tránh va quẹt nhá. Màn hình cam lùi. Con này đang mang biển 18 nhưng mà con này là gốc Hà Nội bác nhá. Gốc biển Hà Nội. Đấy, tổng thành xe bên ngoài rất là đẹp bác nhá. Hai bên đường gân, hai bên còn căng đét luôn nhá. Đấy, phần nội thất cho bác này. Nội thất 2005 nhưng mà còn mới như 2015 nhá. Tắp ly của nó rất là đẹp. Tắp ly nhựa điểm cải da này. Đấy, ghế thì được bọc da bò rất là đẹp như xe sang bác nhá. Da bò này như là xe Lexus rồi nhá. Trần nỉ vẫn còn mới nguyên đúng không? Trần nỉ người ta giữ gìn rất là sạch đẹp nhá. Keo chỉ thì còn zin đét luôn bác nhá. Bốn cánh cửa nguyên chỉ mất phân nhá. Táp ly rất là mới. Em bác vào nhà sản xuất còn nguyên quá này. Một kèo keo chỉ em cam kết là xe này chuẩn luôn nhá. Một kèo còn nguyên bản bác nhá. Nội thất rất là sáng đẹp bác nhá.
đã được trang bị màn hình cam nuôi đầy đủ không nhé. Máy thì khô ráo sạch sẽ bác nhá. Máy rất là chất, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, các bác nhanh tay sở hữu ngay chiếc xe này để phục vụ đi lại bác nhá. Đấy, mùa nắng nóng này rồi. Đấy, chiếc xe này chạy được cả một gia đình, không phải sợ nắng sợ mưa bác nhá. Bác nào mà xem video clip của em lần đầu thì cho em xin nút ấn đăng ký kênh và đừng quên ấn nút rung chuông để hàng ngày em sẽ quay những mẫu xe phục vụ các bác, để các bác tìm hiểu về cái thị trường giá cả xe cũ bác nhé, cũng như là các cái kinh nghiệm để sử dụng xe cũ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác quan tâm theo dõi video clip của em. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau.